Nhiều thanh niên ở miền núi Như Xuân thoát nghèo và vươn lên làm giàu từ phong trào khởi nghiệp. Những thông tin cần biết về việc tiêm vaccine phòng bệnh cúm ở người. Đó là những nội dung sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Nhịp sống miền Tây kỳ này. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những con số ấn tượng trong phong trào khởi nghiệp của tuổi trẻ Thanh Hóa. Toàn tỉnh hiện có khoảng 7.000 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, tổ hợp tác xã thanh niên. Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã tham mưu lãnh đạo tỉnh ban hành chương trình tín dụng ưu đãi cho thanh niên khởi nghiệp với nguồn vốn ban đầu từ ngân sách tỉnh là 10 tỷ đồng. Từ năm 2017 đến nay đã có 50 mô hình bí thư chi đoàn tiên phong khởi nghiệp được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, thực hiện ủy thác vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội cho hơn 24.000 hộ thanh niên là hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn với tổng dư nợ trên 768 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đoàn đã chỉ đạo thực hiện được 100 mô hình bí thư chi đoàn tiên phong khởi nghiệp. Năm 2018, tỉnh đoàn tiếp tục vận động hướng dẫn các thanh niên khởi nghiệp, đặc biệt là thanh niên ở khu vực miền núi khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều thanh niên ở các địa phương miền núi rời quê hương để đi làm ăn xa, thì tại huyện Như Xuân, bằng ý chí, nghị lực và khát vọng của tuổi trẻ, nhiều đoàn viên thanh niên đã nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, làm giàu ngay tại quê hương mình. Không, là cái nghề này mình làm thì mình không học ngoài đâu cả. Thế là mình đi tìm xem trên truyền hình báo chí, đây là trên đấy thì mình theo các cái sản phẩm mình tự suy nghĩ mình làm thôi. Còn hàng năm thì nói chung là nó tầm 100 triệu đó thôi. Khác với nhiều thanh niên ở địa phương làm giàu từ kinh tế trang trại ra trại, đoàn viên Lê Văn Thành ở thôn Đức Thắng, xã Thượng Ninh đặc biệt say mê với nghề thủ công mỹ nghệ từ tre, nứa, luồng. Bằng tài sáng tạo và sự siêng năng nhạy bén, anh Lê Văn Thành đã dựng được một cơ sở thủ công mỹ nghệ cho riêng mình, mang lại thu nhập tốt. Anh Đỗ Trọng Học ở thôn Vân Hòa, xã Cát Vân, huyện Như Xuân lại chọn cho mình một hướng làm ăn khác, đó là xây dựng trang trại tổng hợp, nhưng chủ yếu vẫn là trồng trọt. Sau nhiều năm trồng các loại cây khác, anh Học nhận thấy cây mắc ca mang lại kinh tế cao, hơn nữa khá phù hợp với thổ nhưỡng quê mình. Cùng với 500 cây mắc ca hiện có, sắp tới anh dự định sẽ trồng gấp đôi con số này. Năm nay thì sản lượng tăng gần gấp đôi, tức là khoảng gần 3 tạ. Thì chắc là sản lượng về giá trị nó sẽ nâng cao và thị trường thì rất là rộng lớn. Vì là mới năm thứ hai cho thu nhập nên là chưa đánh giá được hoàn toàn được. Nhưng mà nhìn tôi nhận thấy thì là mắc ca có triển vọng là khá cao, thu nhập là rất cao không so với những cây trồng truyền thống ở tại địa phương này. Hóa Quỳ là một trong những xã của Như Xuân có phong trào khởi nghiệp của thanh niên được đông đảo đoàn viên tích cực hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể thông qua phát triển nhiều mô hình kinh tế. Nhiều người trẻ tuổi đã chủ động mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi thích hợp và áp dụng tiến bộ khoa kỹ thuật vào sản xuất, mang lại thu nhập từ khá trở lên. Chúng tôi đã có dịp tới thăm mô hình trồng cây măng tây, một loại rau xanh có giá thành cao được thị trường ưa chuộng của đoàn viên Nguyễn Văn Hóa ở thôn Tân Thịnh, xã Hóa Quỳ. Nếu không có hệ thống tưới nhỏ giọt, chắc chắn 2 hectare măng tây này sẽ không trụ nổi với cái nắng nóng như đổ lửa của tháng 5, tháng 6. Được biết, gia đình anh Hóa là hộ đầu tiên ở Như Xuân trồng giống cây này với tổng vốn đầu tư ban đầu trên 440 triệu đồng, bao gồm giống, phân bón, hệ thống phun tưới nhỏ giọt, v.v. Anh Nguyễn Văn Hóa cũng đã ký hợp đồng với công ty xuất nhập khẩu Hoàng Vân, cung cấp cây giống và thu mua sản phẩm trong vòng 10 năm với giá 50.000 đồng 1 kg. Tôi đi ra ngoài rất là nhiều, nên là có cái mảnh đất ở quê hương này thì cũng là tốt. Và muốn tạo công ăn việc làm cho bà con nông dân ở nơi đây thì tôi mở ra cái trang trại sản xuất cây măng tây này. Và cũng là từ bản thân muốn làm một cái gì đấy để cho thanh niên ở quê hương phát triển hơn nữa. Ở Như Xuân, mô hình bí thư chi đoàn tiên phong khởi nghiệp do tỉnh đoàn Thanh Hóa phát động cũng đã và đang phát triển mạnh. Đây là trang trại chăn nuôi gà thả vườn quy mô gần 2.000 con của anh Lê Đình Luân ở thôn Tân Thịnh, xã Hóa Quỳ. Sau khi có dịp tham quan nhiều mô hình làm kinh tế,
Năm 2016, anh Luân quyết định vay vốn thuê đất để xây dựng chuồng trại khép kín, nuôi gà thả vườn. Mỗi năm anh cho xuất bán 3 lứa, thu về gần 200 triệu đồng. Mình cũng nhận thấy phát triển kinh tế tại địa phương cũng là một cái điều kiện tốt. Với thứ hai nữa là cái điều kiện về đất đai thì ở mình nó cũng thuận lợi. Thì cũng qua đi tham quan học hỏi một số mô hình thì chăn nuôi thì mình cũng về mở trang trại riêng của mình và cũng đi vào hoạt động được gần 2 năm nay rồi. Thì cái sự phát triển của nó tương đối là tốt. Và từ đấy thì ở trên địa bàn thì có nhiều bạn đoàn viên thanh niên thì cũng đến tham quan học hỏi và cũng từ đấy cũng làm theo. Thì hiện tại thì trên địa bàn thì cũng có nhiều mô hình gà của thanh niên phát triển rất là tốt. Thực tế cho thấy thành công của những mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ nói chung, huyện Như Xuân nói riêng, không những giúp cho các hộ dân nâng cao thu nhập mà còn giúp làng quê thay da đổi thịt, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội tại địa phương. Thành công của các mô hình kinh tế cũng có vai trò không nhỏ của các cấp bộ đoàn trong việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể, đẩy mạnh hoạt động tư vấn, định hướng việc làm, hỗ trợ nguồn vốn, chuyển giao khoa kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên. Chúng tôi có phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội để tiến chấp cái vốn, là chúng tôi cũng là một trong những đơn vị được vay cái vốn tín dụng thanh niên khởi nghiệp, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thì mức vay là 150 triệu, có một đồng chí đã vay và đầu tư thì có đem lại kết quả. Thời gian tới, các cấp bộ đoàn huyện Như Xuân sẽ tiếp tục định hướng, hỗ trợ giúp đỡ thanh niên phát triển các mô hình kinh tế, nhân rộng các mô hình tổ hợp tác thanh niên hoạt động hiệu quả, góp phần cùng thanh niên miền núi thoát nghèo, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Thưa quý vị và các bạn, cúm là một trong những bệnh phổ biến và dễ lây nhiễm bậc nhất ở mọi độ tuổi. Vì vậy, tiêm phòng cúm được xem là biện pháp quan trọng hàng đầu để bảo vệ sức khỏe cho mỗi chúng ta. Trong mục Vì sức khỏe cộng đồng hôm nay, phóng viên chuyên mục có cuộc trao đổi với thầy thuốc ưu tú, tiến sĩ Lương Ngọc Trương, giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh về những thông tin hữu ích liên quan đến tiêm vaccine phòng bệnh cúm ở người. Xin ông cho biết là vaccine phòng chống cúm thì nó có hiệu lực như thế nào và có hiệu lực trong bao lâu? Có hai loại vaccine, đó là vaccine phòng cúm mùa Nam Bán Cầu và vaccine phòng cúm mùa Bắc Bán Cầu. Với cái hiệu lực của vaccine hai loại này thì thường là từ 6 đến 12 tháng. Do đó thì người ta thường tiêm trước cái mùa dịch. Đối với Nam Bán Cầu thì tiêm từ tháng trước tháng 3 và nếu với Bắc Bán Cầu thì tiêm sau tháng 9 hàng năm. Với cái tiêm như vậy thì thường mỗi năm người ta có thể tiêm một lần, cũng không cần thiết phải tiêm hai lần. Vậy thời điểm tốt nhất để tiêm vaccine phòng chống cúm là khi nào thưa ông? Thì cũng không có cái lịch nhất thiết cho bất cứ người nào. Có thể là tiêm từ tháng 3, tháng 4, hoặc là tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10. Thì nó lại, thời gian cái hiệu lực của kháng thể thì lại suốt sau một năm sau đó. Thì nó cứ tiếp liền như vậy, cho nên là cũng không phải là giống như tuổi tiêm chủng của trẻ nhỏ. Mà bất cứ người lớn hay trẻ nhỏ đều có thể tiêm vào cái thời điểm nào mà sức khỏe cho phép và có chỉ định thì có thể tiêm một cái liều phòng cúm chống cúm Nam Bán Cầu hoặc là Bắc Bán Cầu. Và cái cúm thì tại sao phải tiêm hàng năm, bởi vì thường là một năm thì lại có một chủng mới. Thưa ông, có một thực tế là nhiều bà mẹ thì thường hay dùng các cái mẹo dân gian để phòng chống sưng đau cho con trẻ như là đắp lòng tráng trứng và đắp khoai tây, thì việc đấy có nên không ạ? Thì chúng tôi không khuyến cáo cái này. Mà chúng tôi khuyên là khi trẻ có phản ứng sau tiêm hoặc là đau thì cho trẻ uống nhiều nước, uống có thể uống nước đường, rồi chăm sóc vệ sinh chỗ tiêm, lau bằng nước mát và dinh dưỡng cho cháu, cho trẻ tốt. Thì thời gian trong vòng 24 giờ thì nó cũng tự giảm đau và tự khỏi thôi. Chứ khi mà mình dán cái khoai tây vào đó, thì nhiều trường hợp nó mất hoặc là giảm hiệu lực của vaccine. Vâng, xin cảm ơn ông về những thông tin rất hữu ích vừa rồi. Chuyên mục Nhịp sống miền Tây kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.